khi chúng ta vào tiêu học viên rồi thì bọn em coi nhau như là coi chúng ta thì coi đều như gia đình ấy, thế nên là cũng muốn là làm sao để cho khi các anh chị em mới, vì em biết là có rất nhiều anh chị em mới là vào là bỡ ngỡ không biết học từ đâu cả, kiến thức về rất là nhiều đúng không ạ? Khi mà mỗi có những anh chị em mới vào thì bọn em cũng chỉ muốn là chia sẻ lại cái quan điểm, cái con đường của em đã đi, để làm sao để anh chị mới vào thì chúng ta đều có cái cách mà học nhanh nhất, là cũng không bị bỡ ngỡ quá. Bởi vì chính bản thân em, anh chị ạ, chính bản thân em thì những ai mà có hay và lâu rồi hay theo dõi ở trong group cũng như là tham gia cái buổi Zoom hôm tuần trước ấy, thì em có chia sẻ là bản thân em là trước đây thì trước khi học với thầy thì em đã có một học một chút về phân tích kỹ thuật rồi. Thế nên là khi em vào team học viên ấy, là vào tháng 6, tháng 7 năm 2021 ấy, thì lúc đấy em nghĩ rằng là em chỉ đang thiếu là thiếu hệ thống giao dịch thôi. Còn còn tâm lý hay là về một những cái phân tích cơ bản thì em đều đã có rồi. Thế nên là em lao thẳng vào em học và em nghe mấy cái clip liên quan đến phân tích kỹ thuật đến hệ thống giao dịch. Và em lao thẳng vào cuộc chơi luôn. Mà mọi người hình dung là cái giai đoạn mà tháng 6, tháng 7 thì nó vừa mới kết thúc cái kỳ đao tranh ngắn hạn đúng không ạ? Và lúc đấy thì tháng 6, tháng 7 là nó tạo đáy rồi thì nó đi lên, thì mọi người hình dung xem là cứ mua là thắng ấy. Thì em cứ nghĩ rằng là mình áp dụng đúng. Thế cho đến cái ngày mà cái khóa thiền vài nghìn đô anh trêu mọi người ấy, thì là ngày thì là đến cái đến cái em nhớ là vẫn là nhớ như in là ngày 7 tháng 9. Đợt đấy là em vào từ cuối tháng 6, cuối tháng 7 đấy, cho đến cuối tháng 7. Thì lúc đấy mọi người thấy đang dạy quýt cọp rồi, thế nên là cũng chỉ học quýt cọp và học hệ thống giao dịch và lao vào chiến luôn. Đó, chứ cũng không quay lại cái cơ bản nhất. Thì em nhớ là cái tài khoản đấy của em là em đánh từ 7.000 đô thì cho đến mà đến đầu tháng 8 mới đánh, em chỉ đánh spot với lại x2 x3 thôi, em không đánh to đâu. Mà em đánh được từ 7 7.000 đô lên đến 10 đến cái ngày ngày mùng 6 tháng 9, em nhớ tài khoản của em đấy nó khoảng tầm xấp xỉ 15.000 đô, 15.000 bao nhiêu thì em không nhớ rõ lắm. Hơn. Ok. Đấy, thế là và sau ngày hôm đấy anh chị ạ, ngay sau ngày hôm đấy là em rất là bắt đầu đến cái chuỗi tâm lý của em. Mọi người nhìn. Sau cái ngày đấy là sau cái ngày mùng 7 tháng 9 đấy thì em bắt đầu tâm lý. Em vẫn cứ đánh theo cái cách mà em học các hệ giao dịch như vậy. Mà em vẫn đánh thì nó không hiệu quả nữa, thì em không hiểu là mình sai ở đâu. Tâm lý lắm anh chị ạ. Một chuỗi nó mất khoảng tầm 20 ngày rất là tâm lý. Thì em bảo là đúng rồi, mình đang bị tâm lý. Vậy thì mình cần phải nghe lại cái bài về tâm lý của thầy. Thì sau khi em nghe xong em thấy nhận ra là hình như là mình thiếu thiếu cái gì đó. Mình thiếu. Và em bắt đầu là em xem lại từ đầu ấy chị ạ. Em bắt đầu em xem lại theo cái khóa gần nhất, khóa tháng 6 ấy. Em xem lại từ những buổi đầu tiên. Thì em mới nhận ra là hóa ra là mình đã bỏ qua những kiến thức cơ bản. Trong khi đấy là mình cũng tưởng mình biết rồi, mình tưởng mình biết lý thuyết đao rồi, mình tưởng biết Fibo rồi. Nhưng thầy thầy của mình anh chị ạ, thầy của mình thì dạy có những kiến thức mà không ở đâu có thực sự luôn. Bởi vì trước đấy là em đã học. Em nghĩ rằng là em đã học là học khoảng 1.000 đô rồi. Và sau đó em học thêm 5 triệu, bỏ thêm 5 triệu học thêm một khóa online nữa là về nhà cái. Em nghĩ là lúc đấy em hiểu rồi, em chỉ thiếu mỗi cái giao dịch thôi. Thế nhưng mà khi em quay trở lại em học lại từ đầu về lý thuyết đao về Fibo của thầy thì thực tế là nó có quá nhiều những cái mà ở ngoài kia không ai dạy mình cả. Thế nên là anh em thì gọi ban lễ tân đấy, thì khi mọi người vào thì cũng có chia sẻ. Thì trong ngày hôm nay thì em cũng sẽ dành em một chút thời gian, nếu mà anh chị mà đã cũng nghe đa số thì mình đã nghe qua cái buổi buổi hôm trước em chia sẻ rồi đúng không? Thì em cũng đã nói về lộ trình rồi, nhưng hôm nay thì có người mới, em sẽ ngắn gọn lại để em chia sẻ lại một chút về cái lộ trình để làm sao để nhờ theo góc nhìn của bọn em thôi. Còn thực tế thì thầy cũng đã dặn dò rồi và anh chị rồi, khi chúng ta mới vào rồi thì góc nhìn của Buổi sáng hôm nay thì mình sẽ sáng hôm nay chúng ta sẽ không có học nội dung gì cả, mà mình sẽ giải đáp và trả lời câu hỏi kèm các anh em về những thắc mắc và những cái vấn đề mà các anh em đang chơi trong ngành tài chính mình đang gặp phải, từ bất động sản, chứng khoán cho đến vân vân và mây mây, thế nào các bạn đang thắc mắc, đang 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 cần giải đáp hay là cần góp ý á, thì các bạn cứ lên tiếng. Một là các bạn cứ bật mic lên các bạn nói bình thường không sao cả, hai là các bạn chat trên đây ha.
Hôm nay sáng nay có một bạn mới vô nè, thì các bạn mới, những bạn mới thì hãy dành thời gian là xác định thời gian này là học, cho nên 2-3 tuần tới các bạn hãy xác định là không kiếm tiền, đừng có dạ dột mà vào nhiều tiền, để cái tiền đó tích trữ đạn dược đi. Sau 2 tuần nghe qua những cái clip với đã rồi các bạn vào lệnh không cũng không muộn. Khi các bạn nghe qua rồi các bạn sẽ hiểu ra nhiều cái và các bạn giật mình đấy, các bạn sẽ cái bước khá bất ngờ đấy, hiểu được nhiều thứ đấy. Và cái việc mà giữ tiền trong 2 tuần đến 3 tuần trong lúc học nó là một cái giữ tài sản cực kỳ hay, tránh cái việc học xong rồi chúng ta hiểu rồi chúng ta không còn tiền để đầu tư, để đánh, để lấy lại nha. Anh Thành cho em hỏi, sau cú con đột biến khi Fed ra kênh, hiện tại đa phần altcoin, RSI và stock đều ở vùng quá mua trên khung 4 giờ đổ lại, em đặt lệnh short ở đó hợp lý hay không? Không, rất là dở khi đặt lệnh short ở đây. Tại sao chúng ta phải short khi mà trong một đợt ăn, các bạn nhìn ở những cái khung lớn á, những cái altcoin nó đều đang trên ví dụ 4 giờ con đi, ở đây là còn có khả năng nè, nhưng những cái con mà nó đang là một đợt ăn hoặc là một cái đà tăng mạnh mẽ như vậy á, chúng ta không có nên sọt. Là một niệm phân kỳ, phân kỳ là khi đường giá tạo ra được những cái đỉnh đáy sau cao hơn trước hay là thấp hơn trước, và RSI không tạo được cái vùng, không tạo lập được như vậy, thì nó báo hiệu là thị trường không còn mặn mà với xu hướng cũ, có nghĩa là nó cho chúng ta biết là có khả năng đảo chiều sẽ diễn ra ở một cái môi trường đó, chứ không có nghĩa là chắc chắn đảo chiều. Thầy cho em hỏi, hiện tại chính phủ tăng lãi suất nhưng không hiệu quả vì phần trăm lãi suất thấp hơn phần trăm lạm phát tăng, chính xác. Vì vậy mọi người không bỏ tiền vô ngân hàng lấy lãi mà đầu tư vào các tài sản để hưởng lợi, cái này chưa chính xác. Những cái người mà lớn tuổi họ những cái người lớn tuổi hoặc là những cái người mà giàu cái trong trứng giàu ra, có nghĩa là ngồi chỗ hưởng lợi không biết đầu tư mẹ gì hết á, họ lại bỏ vào ngân hàng. Cái việc tăng lãi suất chủ yếu là huy động cái dòng tiền từ những cái người đó, chủ yếu là huy động cái dòng tiền từ những cái người mà đang có tiền nhàn rỗi, ví dụ đang có nhà, đang có 2-3 căn nhà ở quận nhất, quận 3 để cho thuê, bây giờ ngồi không giống như làm địa chủ vậy đó, ngồi không là có tiền thuê nhà một căn như vậy tháng là 3.000 5.000 quá ngon đúng không, thì những người đó mắc gì phải đi đầu tư rủi ro, mắc gì phải đi làm công ăn lương, mắc gì phải đi lao động 8 tiếng, thì họ sẽ dư ra một khoản tiền thay vì họ mua vàng thì bây giờ họ thảy tiền vào trong ngân hàng đúng không, một tháng một năm cũng bao nhiêu phần trăm bao nhiêu tiền rồi, thì đang nhà nước chuẩn bị đang mục tiêu là huy động cái lượng tiền từ những cái nguồn đó, chứ không phải là người ta sẽ không bỏ tiền vào ngân hàng đâu, không bỏ tiền vào đâu. Mà đương nhiên lạm phát nó tăng cao hơn rồi, nó tăng khá nhiều. Lạm phát chúng ta nhìn thấy con số báo cáo của chính phủ, nó là lạm phát trên doanh nghiệp, lạm phát tế nó khác nhiều lắm đấy. Vậy tốc độ tăng lãi suất của chính phủ hiện tại thì bất động sản và các tài sản khác sắp tới phải giảm phải không, tiếp tục tăng hay là tiếp tục tăng mạnh khi mà siêu lạm phát reset? Như vậy nè, chúng hôm qua chúng ta có học cái buổi về công thức M và V nhé, cái nguồn cung, M là nguồn cung, V là vòng xoay. Hôm qua chúng ta học một cái buổi cơ bản. Một lát mình sẽ up lại cái để xem cái link này có chưa. Bây giờ ví dụ như chúng ta muốn phân tích về bất động sản, về dòng tiền các kiểu, chúng ta nhìn vào nguồn cung và dòng tiền của nó. Chúng ta nhìn vào, đầu tiên các bạn hình dung là khi mà cái việc chính phủ Việt Nam hay là như cái chính phủ Việt Nam, tại vì khi hỏi bất động sản là chỉ chính phủ Việt Nam, khi mà cái việc tăng lãi suất của chính phủ Việt Nam được bật đèn xanh và bắt đầu tăng lên á, thì mặc định á là dòng tiền ở trong thị trường nó sẽ bị rút về rất là nhiều, nó sẽ bị hút về, thì khi mà hút về rồi thì giống như vốn hóa của thị trường crypto, các bạn tưởng tượng xem, vốn hóa mà nó tục giảm thì BTC nó giảm, altcoin đều giảm, nhưng không có nghĩa là altcoin nào cũng giảm, hình như không? nhưng những con chủ lực như BTC là chiếm cái phần trăm nhiều, vì chắc chắn nó sẽ bị giảm rồi đó, ETH chắc chắn bị giảm rồi đó, nhưng có một số con altcoin nó đi ngược. Đó thì các bạn phải hiểu là không phải chắc chắn là 100% nó giảm, nhưng mà hầu như là sẽ giảm. Thì ở thị trường dòng tiền trong thị trường tài chính kinh tế của chúng ta cũng như vậy, nếu mà được thu hồi về thì hầu hết những cái chủ lực nó sẽ giảm, thì lúc đó bất động sản ăn đạt, bất động sản chủ lực, bất động sản này rồi gì nữa, những cái quỹ mà đang vay tiền của ngân hàng này, B
bây giờ không còn được vay nữa và họ phải trả tiền nhiều hơn cho cái lãi suất đang vay, cho lãi suất đang vay, hình dung không? Thì họ những cái gì mà nó dính đến cái việc lãi suất đó nó sẽ bị ảnh hưởng đấy. Và trong cái bất động sản đó thì đương nhiên sẽ có những thằng nó tăng nữa nha. Trong cái nhóm bất động sản đó có những cái mảnh đất, có những cái chỗ ngon đương nhiên nó vẫn tăng. Nó tăng là bởi vì nó có một cái yếu tố khác, ví dụ như là có đầu tư công hay là có cái gì đó phát triển, có quy hoạch hay gì đó đẩy lên, hoặc là ví dụ như Bình Chánh sắp lên quận chẳng hạn, hoặc là sắp có cái gì đó đẩy vào để phát triển cái khu đó chẳng hạn, thì đương nhiên những cái vùng đó nó sẽ tăng, hình dung không? Để các bạn phải hiểu là chúng ta không có học rập khuôn như vậy, chúng ta nhìn một cái góc độ vĩ mô, xong chúng ta phải nhìn vô cái vi mô bên trong nữa đó, để anh em hình dung. Rồi còn cái việc mà reset lại là chắc chắn sẽ phải có, bản chất các bạn hiểu cái việc thu tiền lại chính là reset đó, chứ không phải là chờ nó reset, không, nó đang reset luôn đó. Và cái vòng xoay nó như vậy, thì hôm qua chúng ta có học một cái phần là cán cân giữa tiền và hàng, đúng không? Tiền nó được quy bằng hàng, mà tiền thì người dân không được in ra mà chính phủ in ra. Vậy thì nếu như mà in ra tiền liên tục như vậy thì khác nào in ra hàng đâu, nhưng người dân là người tạo ra hàng, chính phủ là người tạo ra tiền. Vậy thì nếu như mà thu tiền về, tức là khác nào thu tài sản, thu hàng về, đó chính là reset đó. Tại sao phải reset? Là bởi vì hiện giờ có rất, các bạn thấy là bong bóng bất động sản ngon không? Những cái người mà ít tiền thì không chơi được và bị ngâm vốn, bị lừa, bị scam các kiểu. Nhưng có rất nhiều con gà đang rất là béo tốt, đang mập ú, đang ăn rất nhiều, đang rất là giàu, thậm chí tài sản nó ăn 3 đời, 4 đời luôn, không hết luôn, từ bất động sản. Cỡ như Tân Hoàng Minh là ăn 10 đời, đúng không? FLC là chắc cũng ăn mười mấy đời, cỡ đó, đúng không? Cho nên phải có cái cú reset mạnh như vậy. Còn cái việc của chúng ta là bây giờ mới nhích lên tăng lãi suất thôi, chưa đâu, chưa up về đâu. Cả chính phủ Việt Nam chúng ta chưa thực sự bật đèn xanh tăng mạnh. Cái việc chúng ta là đợi. Có nghĩa là tăng lãi suất, nhiều người đang hiểu nhầm là tăng lãi suất là sắp mặt lờ, chuẩn bị mua vào là chết. Giá nó giảm mạnh mà mua vào, đúng không? Bất động sản giá mạnh, chưa, chúng ta chưa nên mua vào. Nó cũng giống như cái bài hệ. Cho nên nếu mà cái thời kỳ lạm phát mà người, mà đám đông bên ngoài, mà các bạn thấy mấy thằng chuyên gia nó kêu là lạm phát ăn, nhảy vô hô bất động sản đi, nhảy vô hô chứng khoán đi, là mấy thằng đó đất biết cái gì về kinh tế vĩ mô, nó không biết gì về dòng tiền hết. Khác nào trong cái lúc mà đang uptrend như vậy, nó nhảy vô nó hô, nó hô á, nó phải ăn được nha các bạn. Nhưng nó ăn là nó ăn được trade chứ nó không ăn được hô nha. Tại vì nó hold càng lâu nó càng chết. Nó hold càng lâu là nó càng lên sóng 5. Hình dung không? Nó lên sóng 1, 2, 3, 4, 5, lên dần dần. Nó lên dần. Và trong cái quá trình mà nó hold, nó sẽ thấy giá ăn nó sướng lắm. Nhưng nó không hiểu là nó bị cuốn vô cái vòng xoay ngắn hạn á. Cái vòng xoay xoay trong ngắn hạn á. Giống như một cái con bé mới đây trên giúp cộng đồng nè. Mới đây luôn nè. Sáng nay nó hỏi nè. Nó nói nó mua con gì. Xong rồi ông Dũng, ông Admin Dũng, ông chỉnh nó. Ông hỏi nó lúc đầu mua hold hay là trade. Ban đầu nó hold thì nó nói là nó ban đầu nó mua mà nó thầy nó hàng biển nó bảo là hold nè. Đây con bé để đọc lại cho các bạn nghe nè, con bé Tịnh Hồ gì nè. Chào anh em ngày mới, cho mình xin ý kiến của anh em với mình, người mới vào mình mua con NIA giá 12.5. Nó về vùng 10.5, mình có DCA thêm một ít. Giờ tài khoản đang dương 7%, tài khoản spot mình có nên khác để bảo toàn vốn, để chờ thấp hơn rồi mua hay không? Là ngay ban đầu nó bạn nhảy vào nó đợi hô rồi. Nhưng mà khi giá ăn lên như bây giờ đi, chuẩn bị lên 13, bây giờ lên mẹ 13 luôn rồi, chuẩn bị gì nữa? Lên đây nè. Lên 13 có nghĩa là nó vừa rồi nó mua được 12.5. Rồi nó mua được thêm một lần nữa ở 10.5. Mà ni mới nhích lên tới 13 coi là nó đã bị đắn đo cái việc là còn hô hay không. Có nghĩa là lúc đó nó đang dùng cái tâm lý trade, nó bị cuốn vô. Thì những cái người mà chơi bất động sản, nếu không hiểu cái trò game bất động sản, bản chất nó không thể dùng để trade. Các bạn ít tiền trade được, ví dụ như chơi lướt cọc á, hồi đó có hay chơi lướt cọc á. Chỗ nào mấy anh em mà quen có mối quan hệ báo đang ngon là có để cho mày lướt kia, mày bỏ cọc vô, mỗi một căn như vậy mày đều bỏ vô 50 triệu mày cọc. Vừa cọc xong lần thời gian sau sang cọc bán liền là lời 50 triệu là bình thường. Là 50 70% là bình thường. Là chơi cái kiểu đó lướt được. Nhưng còn nếu mà
bất động sản mà mua bỏ tiền vô mấy tỷ để mua thì rõ ràng nó không phải là trò game nước đâu, tại vì nó chôn vốn lâu lắm. Bản chất cái trò game đó nó cũng nó đã không phải là nước rồi, mà dùng tư duy nước thì nó rất là rủi ro. Nó cũng giống như chơi sport mà chúng ta đang dùng tư duy của BO hay là Marine là chết ấy. Rồi cái việc mà khi nào mua lại bất động sản ok thì mình nói các anh em như thế này, thời điểm này cái việc đó, cái việc mà mua lại bất động sản ok nó không phải là việc của chúng ta đâu, chưa phải đâu. Thời điểm này chúng ta phải tích lũy tiền rất nhiều, tích lũy tiền thật nhiều, giữ có tiền cái đã, có tiền cái đã, có tiền mà có kiến thức cái đã, rồi bắt đầu chúng ta sẽ có nhiều cái kèo ngon ở phía sau của bất động sản, ngon lắm. Và nhớ trong cái thị trường tài chính này, bất động sản luôn là cái điểm dừng cuối cùng của anh em mình. Anh em mình chơi BO có ăn được tiền, chơi Forex có ăn được tiền, mà không bỏ, mà không mang tiền đó mua vàng, mua house spot, house trend, đúng không? Mua vàng hay là mua bất động sản thì cũng bằng không. Không đem những cái tiền đó đi tận hưởng, đi tận hưởng tặng người thân hay này nọ cũng bằng không. Cho nên bất động sản luôn là cái nơi dừng cuối cùng, nơi dừng cuối cùng của nhà đầu tư chơi trong thị trường tài chính này. Đấy. Sau lúc vào nhóm học viên em thấy mình điềm tĩnh hơn. Thực ra chúng ta có kiến thức rồi, có cái lượng kiến thức nào đó nhất định trong đầu rồi á, tự nhiên chúng ta tỉnh táo hơn, chúng ta điềm tĩnh hơn, chúng ta không có bị FOMO, chúng ta không bị FOMO, không có bị gọi là thị trường đang ngon thì nó cắt cửa nhảy vào, không còn nữa. Thì cho em hỏi tại sao Fed tăng lãi suất tiền thu về mà tại sao DSI lại giảm? Tiền ít thì có giá chứ, tiền ở đây là tiền quá nhiều, tiền quá nhiều. Và các bạn biết không, cái việc mà thực tế cái việc mà DSI nó giảm, nó đã giảm trước khi Fed tăng lãi suất rồi. Nó giảm cái lúc mà Fed chuẩn bị tăng 0.25 rồi. Các bạn search lại chart, các bạn nhìn lại cái giai đoạn nó thử xem có phải nó đã giảm trước cái lúc mà Fed chuẩn bị tăng 0.25 rồi. Tại sao cái việc cái đợt này Fed tăng lãi suất mà không ảnh hưởng, là bởi vì mọi thứ nó nằm trong cái tính toán trước của người ta rồi. Cái việc mà Fed tăng lãi suất là chắc, cái việc tăng lãi suất là chắc chắn rồi, cho nên cái việc mà thị trường nó sẽ không bị ảnh hưởng, nó không bị tác động bởi cái tin này. Cái vấn đề người ta đang chờ chỉ là chờ là bây giờ tăng 0.25 hay là tăng 0.5. Nếu 0.5 tổng nó sẽ lên 0.75. Còn nếu tăng 0.25 nó tổng nó lên 0.5. Thực tế Fed như vừa rồi, như hôm qua là Fed tăng 0.5 lên, bây giờ là tổng 0.75. Thì nó tăng như vậy nó không ảnh hưởng mạnh, nhưng sau đó nữa mới là ảnh hưởng. Ví dụ sau đó có một cái tin của ông Thuận nó up. Thuận nó up. Cái này mới là ngon, cái này mới là ảnh hưởng nè. Cái tin của ông Thuận hôm qua nó up là sắp tới Fed nó sẽ còn từ ngày 1 tháng 6 Fed nó sẽ còn bán thêm 30 tỷ trái phiếu và 17,5 tỷ chứng khoán thế chấp từ bất động sản ngân sách. Và tháng 9 bán tới gấp đôi. Cái kênh đó mới là cái kênh quan trọng đó. Có nghĩa là cái kênh đó mới là cái kênh mà biết là Fed nó thu tiền về ào ạt mạnh hơn nữa. Bây giờ Fed nó không dám tăng, thậm chí nó rất là mong muốn nó tăng mạnh hơn cả 0.5 nữa. Nhưng nó tăng như vậy nó sợ ảnh hưởng tới thị trường. Cho nên nó chọn cái cách. Cho nên nó chọn cái cách là nó tăng 0.5 trước, nó nhích lên từ trước. Rồi nó sẽ dùng một cái cách khác, nó thu một cái lượng tiền lớn về sau nữa. Thì cái kênh đó mới là cái kênh sẽ tác động mạnh đến thị trường. Từ đây đến cái lúc mà cần cái ngày 1 tháng 6 á, mà Fed bắt đầu bán thêm trái phiếu rồi tháng 9 bán gấp đôi, thì lúc đó thị trường nó sẽ rớt trước cái ngày đó. Các bạn để ý nó rớt trước cái ngày đó. Còn đám đông bên ngoài không hiểu, họ sẽ nghĩ là Fed nó tăng lãi suất là bắt đầu sẽ bị ảnh hưởng. Thực tế không, nếu như cái tin đó là một cái tin bất ngờ hay gì đó thì còn khó. Còn nó nằm trong dự đoán của những nhà đầu tư thì nó sẽ không. Đơn giản như vậy. Và chính vì cái tin này nó không có gì là ngạc nhiên đối với đám đông đó, đó. Cho nên khi tin này ra, những cái này nó bị đẩy lên nè. Nó đã bị đẩy lên trước đó rồi. Đẩy lên nè. Hình dung không? Nó bị đẩy lên nè. Thì khi mà cái tin này ra thì nó còn không còn mặn mà gì với cái việc mà đẩy mạnh nữa. Đó là nó sẽ phải có sự phân phối. Nó sẽ phải có sự phân phối. Cái việc này là cái giá trị của đồng USD nè, nó bắt buộc phải tăng. Đối với thằng Fed thời điểm này, chính phủ Mỹ thời điểm này bắt buộc phải giữ cái giá trị của đồng USD. Nếu cái giá trị này mà tụt là khác nào nó bị sụp, nó bị gãy luôn cả hệ thống chính trị luôn. Cho
cho nên chắc chắn các bạn cái đồng này sẽ còn được nâng lên nữa. Nhưng cái quá trình mà nó nâng lên như vậy nó phải có cái điều chỉnh rồi đó. Cho nên cái việc mà khi mà học trong những chúng ta học những cái kiến thức bài bản từ trong sách giáo khoa hay từ đâu, chúng ta học xong chúng ta vào trong thực chiến thực tế, chúng ta phải chú ý vào thực chiến, chúng ta phải để ý nó không có đơn thuần là theo sách giáo khoa nói là bài bản như vậy nó ăn không có đâu. Tùy vào cái thời điểm đó thì mình hay nói với các anh em trong phương kỹ thuật là như vậy, có nghĩa là những cái mà chúng ta phân tích trong quá khứ, chúng ta dự đoán tương lai, thì chúng ta đừng quên cái hiện tại, cái kết quả hiện tại anh chỗ này nè, nó cũng chính là cái database quá khứ sẽ tạo ra tương lai đó, cho nên phải để ý cái đó nữa. Anh nhận định lãi suất giờ đã đi ngang chưa hay là vẫn còn tăng tiếp chưa, nó sẽ vẫn còn tăng tiếp nữa. Tại vì nếu mà chúng ta nghĩ theo chiều hướng là lãi suất sẽ đi ngang và đang ngưng lại, tức là gì? Tức là cái việc thu tiền nó đang ngưng lại. Mà các bạn thấy thằng Fed nó có dấu hiệu ngưng lại không? Nó chẳng những không có dấu hiệu ngưng lại mà nó còn ra cái tin là nó sẽ bán trái phiếu, có nghĩa là bán giấy đổi tiền về thực tế về. Nó bán trái phiếu xong 30 tỷ, xong nó bán thêm 17,5 tỷ chứng khoán, thế chấp, bất động sản từ ngân sách. Tháng 9 nó quốc tiếp gấp đôi nữa. Các bạn thấy không? Có nghĩa là nó nói là tao không có ý định ngưng thu tiền đâu, mà tao còn thu nhiều hơn nữa. Thì tao thu bằng nhiều cách chứ tao không nhất thiết phải thu bằng lãi suất. Đó, ý của nó là như vậy á. Rồi cái việc mà nó không thể nào nó tăng lãi suất đột ngột, nó nhích cái tầng. Nó tăng đột ngột nó sẽ là một cái cú sốc nhiệt trong thị trường. Vốn hóa mảng nào càng lớn bị lãi suất ảnh hưởng càng mạnh? Tùy, không nhất thiết là như vậy. Phải nói là cái quy mô của cái trò game nào mà vay tiền ngân hàng, lệ thuộc vay tiền vào ngân hàng nhiều, có nghĩa là đi mượn nợ nhiều á, thì khi mà lãi suất tăng là tụi nó bị nhức nhối liền luôn, bị ảnh hưởng nhiều luôn. Thì những cái trò mà vay tiền nhiều các bạn biết ở đâu không? Chứng khoán, từ bất động sản là vay nhiều, nhưng mà không có ai đi vay tiền để mua đi mua vàng miếng vàng vật lý đó, đúng không? Không ai đi vay tiền mua vàng vật lý đó. Chúng ta có ai đi mà đi vay tiền đi ôm vàng không? Không ai hái đó, đúng không? Cho nên khi mà lãi suất tăng hay giảm thì thằng chứng khoán và bất động sản nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Bất động sản không phải ở đây là anh ơi em có 3 tỷ em vay 5 tỷ, em vay thêm 2 tỷ để em mua căn nhà 5 tỷ. Không phải đâu. Những cái vay ở đây là những cái quỹ vay về bất động sản làm dự án á, rất là khủng, và nó vay theo lộ trình trong 2 năm 3 năm. Nhưng mà đột nhiên lãi suất nó tăng cao thì những thằng này rất là mệt. Nó bị mệt hai đầu bởi cái việc thứ nhất là lãi suất tăng cao nó phải ói nhiều tiền hơn nó trả lãi cho ngân hàng. Cái việc thứ hai là vật giá hiện giờ nó đang leo thang. Vật tư về xây nhà này các kiểu đang leo thang, các bạn xem giá thử xem. Xi măng tăng, cái gì cũng tăng, sắt cũng tăng. Lúc đó là một cái áp lực rất là kinh khủng đối với nó, hàng thì không bán ra được mà phải bỏ nhiều tiền hơn để xây dựng, mà vừa bỏ nhiều tiền hơn xây dựng mà còn phải vừa bỏ thêm nhiều tiền để trả lãi cho ngân hàng. Cho nên những thằng đó sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh, cực mạnh. Cho nên mình nói là nếu như hôm qua chat trong group cộng đồng mình nói các anh em là bây giờ chỉ còn đợi lãi suất ngân hàng Việt Nam tăng lên nữa thôi là tuyệt vời. Tại vì sao? Tại vì tăng lên nữa với cái đà mà ai cho em hỏi vì sao khi tài khoản lỗ 2-30%, mặc dù biết nó giảm tiếp xuống trong ngắn hạn nhưng mình không cắt mà hold đợi nó hồi lên chứ không cắt để mua thấp hơn. Ví dụ buy giá 100, giờ giá đang là 80, sao không cắt để về 60 mua lên lại? Được, chúng ta cắt được. Nhưng các bạn biết không, ngay khi cái việc mà chúng ta nghĩ đến cái việc cắt mua lại hay là giữ á, các bạn phải tự hỏi bản thân mình, ban đầu chúng ta vào lệnh là vì trade hay là vì hold? Vì trade hay là vì hold? Hiểu cái đó đúng không? Ví dụ như con Ni hồi sáng có bạn kia bạn hỏi, bạn nó vào giá 12 chấm mấy, rồi 10 xuống 10 chấm mấy và mua nữa. Bây giờ mới lên 13. Mới lên 13 là bạn nó đã lăn tăn, vì có nên chốt hay là chốt không, hay là xuống mua lại rồi, đúng không? Nếu như ngay ban đầu chúng ta xác định đó là hold á, thì cái việc của chúng ta là xuống mua. Xuống những cái vùng mà chúng ta đã có kế hoạch trước, chờ mua trước thì xuống đó mà mua thôi. Là xong.
Còn nếu mà các bạn, nếu mà chúng ta ngay ban đầu chúng ta xác định kèo đó là trade á là câu chuyện khác à. Nếu cái kèo đó là trade á, thì bây giờ nó mà giảm thì bạn phải cắt, cắt mua lại, đó là câu chuyện khác đúng không? Phải cắt, cắt mua lại giá thấp hơn thì nó thế nào chẳng hạn, ăn lại cái nó quay quay về entry chúng ta lời này chẳng hạn đó, chứ không phải lúc nào nó đang giảm như vậy là chúng ta cũng phải cắt để mua lại đâu. Rồi thêm trường hợp nữa là ví dụ như chúng ta đang hold dài hạn, thì các bạn phải hiểu là cái quá trình hold mà hold lâu đó, 6 tháng 1 năm không có dễ. Market nó sẽ thì thầm lỗ tai các bạn, nó nghe nói mày hold hả, nghe nói mày đổi x2 mới chốt đúng không, ok tao giảm 10%, suy nghĩ lại chưa. Rồi mình sẽ nói với nó là trời, tao không biết hai tao mới chốt thì 10% nghĩa địa gì, tao vẫn giữ. Tao hỏi chắc chưa, chắc rồi đúng không, bây giờ tao giảm thêm 10% thành 20, bây giờ tài khoản mày âm 20 rồi đó, mày suy nghĩ kỹ chưa, có muốn hold không. Market nó sẽ thì thầm bên tai chúng ta như vậy á, nó sẽ nói bây giờ không mấy mày chơi bà đi, mày không có thấy mày cực quá à, chuyển qua đi bây giờ, hay là bây giờ mày bán đi, bán xong mà xuống 10% mua lại nữa. Nó sẽ luôn nói như vậy với các bạn. Cho nên những cái người, những tay to như thằng Khoa Bút, hay là những thằng mà như Cao Thái Sơn, nó hold con C3 kinh khủng lắm, nó hold, các bạn biết là nó hold. Chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta hay nói má biết như vậy hồi đó hold, bây giờ cho biết luôn á cũng không hold được đâu. Hold được tài khoản đó phải là nhàn rỗi, hiểu không, tài khoản nó phải nhàn rỗi. Tại sao tài khoản nhàn rỗi rồi thì dù cho nó thì thầm bên tai chúng ta, mình sẽ nói là tiền nó đâu phải của tao đâu, tiền đó tao lệnh từ Marine tao bỏ vô, mà mày bản lĩnh thì mày rớt về bằng ngon luôn đi, bằng không luôn đi, tao giữ cái coin đó làm kỷ niệm, đúng 3 năm sau tao coi lại thôi. Đó là vị thế đó, hình dung không, đó là vị thế. Cho nên để hold được lâu dài bắt buộc anh em mình phải có cái vị thế rất rất tốt. Còn không xác định được vị thế đó, chúng ta không hiểu cái đó, có phân tích kỹ thuật các kiểu, chúng ta hold chơi không có được, chơi không được, nó sẽ luôn thì thầm bên tai chúng ta. Rồi nếu muốn đánh theo cái lối là xuống mua lại được hay không, được chỉ các bạn, anh cho em hỏi ngoài lề xíu, em đang sell hai con TRX và Stan cùng 30 phút giá xa so với ER, RSI lại trên 70, hiện tại lãi nhẹ, em nên chốt luôn hay đợi? Chốt đi, nên chốt đi, bây giờ của nó đang bay mà. Mấy con đó ví dụ như bạn đang coi con TRX đúng không, BTC nó đang lên như vậy, mấy con này lên có nghĩa là một đà tăng nó đang mạnh, mà đi sell là ngược trend, lãi thì chốt đi, lãi chốt đi. Chúng ta sell hay buy chúng ta phải tự hỏi là chúng ta đang muốn chứng minh cho market thấy là tao sell ngay đỉnh cho mày coi nè, hay là tao buy ngay đáy luôn cho mày coi nè, hay là chúng ta kiếm tiền. Nếu chúng ta muốn chứng minh cho market thấy là bản lĩnh chúng ta rất giỏi sell ngay đỉnh và buy ngay đáy thì ok, chúng ta đánh ngược trend, tại vì chỉ có ngược trend mới có thể bắt được đỉnh và đáy. Còn nếu mà chúng ta muốn kiếm tiền và chúng ta không có nhu cầu bắt đỉnh bắt đáy thì chúng ta nên đánh thuận trend, nhớ nhanh, nên đánh thuận trend. Con này đang rời xa nè, 3 phút đang rời xa nè, đang rời xa nè đúng không, bây giờ nó đi như vậy một lát cái cây này mà nó rút chân 50% còn vui nữa. Có bạn hỏi là em có nghe anh nói vào lệnh mà tính risk trên reward là bọn lùa gà, vậy làm vậy mình vào lệnh mà không quan tâm cái này luôn hả? Sai, mình sẽ quan tâm cái này. Bản chất cái risk reward vào lệnh TBSL, chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của việc TBSL. Có cái clip bên cộng đồng luôn rồi, có bên những học viên luôn rồi, các bạn không biết thì hỏi trên giúp chat học viên á, mấy anh em khác gửi lại. Tại vì bản chất cái SL nó nằm ở chỗ khác, và nếu mà chúng ta sẽ thích một cái cơ chế lúc nào cái TB nó cũng hơn cái SL á, các bạn phải hiểu là thị trường nó không phải là nó không có dễ ăn, nó không phải lúc nào cũng cho chúng ta ăn được cái kiểu đó đâu. Một cái tỷ lệ là ăn là phải 8 điểm, và cho SL là 1 điểm hoặc 2 điểm, và cho SL là vùng này, đây là một cái tỷ lệ cực kỳ lý tưởng đúng không. Và lúc đó chúng ta sẽ suy nghĩ trong đầu là kệ nó, thua vài kèo không sao hết, chỉ cần ăn được một nhát giống vậy thôi, ăn được một phát một như vậy thôi là mọi cái lỗi lầm chúng ta khắc phục được hết. Đúng, đó là điều kiện lý tưởng mà chúng ta đang nhìn, nhưng chúng ta phải hiểu là market
ở đâu ra một cái kèo ngon như vậy mà thua thì thua một điểm, ăn lần ăn nó 8 điểm, 5 điểm, 7 điểm, 6 điểm, 3 điểm. Thị trường này đâu dễ ăn đâu. Và cái kết là chúng ta ăn SL liên tục. Chúng ta ăn SL lên 7 lần, 8, không cần 7 lần đâu, ăn lên 3, 4, 5 lần là chúng ta mất ngay tinh thần chiến đấu liền. Chúng ta không còn khả năng chúng ta đánh những cái kèo như vậy. Tại sao mất? Các bạn hình dung nếu các bạn ăn SL khoảng 3 lần, 4 lần liên tiếp, dù cho các bạn bắt chuẩn được cái giá này, giá nó thật sự lên đúng tới chỗ này luôn nè. Giá thật sự sau này lên đúng chỗ này luôn, thì trong quá trình mà nó lên, nó xuống á, các bạn có bị ảnh, các bạn có gồng được hay không? Nếu như trước đó chúng ta thua, nó lên nó xuống có gồng được hay không? Nó lên cái đây nè, nó gần chạm mình, nó xuống cái 50%, dám gồng nữa không? Cắt một cái nó lên lại chỗ cũ. Phải tính được cái việc đó, hình dung không? Cho nên bản chất mà nếu mà đã muốn đánh theo cái kiểu mà gồng lời giỏi của chỗ này, phải coi là bản lĩnh các bạn ở đâu, bản lĩnh ở đâu, đi volume bao nhiêu. Cho nên nếu chúng ta chỉ có hiểu một cái điều rập khuôn là giữa cái risk trên reward, TB R trên R chia R đó, TB nhiều, SLX đó, đúng điều kiện nó cực kỳ lý tưởng, ai cũng muốn hết, nhưng không phải là lúc nào market nó cũng cho chúng ta những kèo đó, mà nó sẽ cho chúng ta ăn SL liên tục. Thì chúng ta phải xử lý như thế nào là một. Cái thứ hai, cái lúc mà thật sự nó cho chúng ta luôn thì liệu chúng ta có cái tinh thần để giữ hay không, để gồng hay không, hay do trước đó chúng ta bị nó vả nhiều lần rồi, chúng ta không còn tinh thần nữa để giữ. Cái này dễ lắm, các bạn đánh marine các bạn thử đi, các bạn ăn SL thử, một ngày hôm đó các bạn cắt khoảng 3 lần 4 lần thôi, cho các bạn đi điều volume luôn, chưa nói là các bạn on in nha, on in mà cắt 2 lần là xong mẹ cả phải hết muốn đánh luôn đó. Cho các bạn đi điều volume luôn mà chỉ cần SL khoảng 3 kèo thôi, rồi nó xuất hiện một kèo giống vậy nè, đánh nữa, gồng được không, hiểu không? Còn tại sao mình nói cái bọn cái tư duy mà R chia R là cái bọn lùa gà là tại vì sao? Nó liên quan đến một